ra thôi đấy. Hai người xem ạ. Em đi rồi. Thật có dấu hiệu gì. Đẹp phết nhờ. Cô đây là cá gì? Đây kia em đọc. Cười he he. Từ từ vào đây. Đi từ từ đợi. Cá này là cá tai tượng. Đây là như nào? Là mấy cá rồi? Mấy loại trong cùng một bể? Cá kia nó bị kẹt rồi. Nó bị ngắt rồi. Sao nó ngắt? Chắc nó bị ốm rồi. Cá sơn tinh. Là cá bên này à? Cá đen đen kia phải là cá sơn tinh. Hồng mai quế. Cá ngân. Vừa phát hiện lồng. Đợi một tí, lấy tên em. Tí nữa có cá ngân đấy. Cá rô phi hoặc là kiểu chắc là bên này. Vừa nhìn thấy cá ngân đâu. Cá trình. Đây ngân. Giống con này là cá ngân à? Cá ngân nữa. Cá cô ngân. Không có cá khánh nhỉ. Con này có phải cá khánh không? Ôi cá này to chưa? Cá này sống một mình ạ. Bên kia còn mấy con bên kia nữa cơ mà. Chị Thảo không kết nối được à? Ngân nó bắt được wifi đâu. Chị cái dữ liệu của chị mạng. Wifi anh bảo vệ đấy bắt cho lên nhưng mà còn vào mấy lượt. Mấy lượt trên mạng này. Này sóng yếu không được, có e anh ấy dạy gái. Đúng rồi, cứ giả vờ nai tơ ngây thơ. Cá gì đây cô? Cá. Đây là cá rơi bạc. Cá rơi bạc có mồ lơi á. Cầm lệ đang xem. Lệ ơi. Lệ thèm không? Tiếc không? Kinh thế. Kinh lắm. Thôi đi qua đi. Đây là con gì? Tắc kè bông. Tắc kè này. Bọ cạp phải không? Bọ cạp này. Bọ cạp. Con nhện hoa hồng. Đây tắc kè bông đâu? Con tắc kè đâu? Đây. Con tắc kè ở đây đâu? Tắc kè đâu? Kia là đây. Nhờ đây. Nó ở đây mình không nhìn thấy. Nó ở đây mình không nhìn thấy. Rắn cua. Kỳ đà này. Cá về nhá. Về vào vía. Ui cái gì đây? Ui đừng cá sấu à? Kỳ đà nước. Làm cô giật mình Khánh. Nó ở trong tủ kính mà không ra ngoài được cô đâu. Cô cứ tưởng con rắn. Khánh đứng vào đây. Sờ vào mà xem sờ được mà. Sờ được mà. Quay Khánh chọc nó bông bố nó nhìn. Khánh ơi. Đây là con gì? Chân bạch đạn. Bảo xem phim ma suốt này. Ếch ngoài hành tinh. Ếch ngoài hành tinh đây. Ếch ngoài hành tinh. Rùa cá sấu. Đây là con gì? Chân bạch đạn. Ủa con tranh ngủ ở tận trong kia kìa. Chị Lệ ơi. Anh ngoài hành tinh này. Anh ngoài hành tinh. Ăn không? Thích không? Ăn thử ba về nhá. Chị Phương ơi, tí nữa
này rồng Nam Mỹ này. Đây đây. Con rồng đấy. Đấy, chị Phương bảo gì? Đấy, đã đi dám. Bảo chị Phương ăn thịt rồng không? Đẹp nhở? Kỳ tôm. Kỳ tôm, kỳ tôm. Con chim này. Kỳ tôm. Khăn lăn cổ viêm. Đâu nhở, nó đâu rồi? Đây à? Đấy. Ở dưới này nữa. Bên này là con gì? Bên này là con gì này? Chắn to thế này. Con chăn chứ. Ngân đây, Ngân, lại đây xem con chăn nè. Con chăn to lắm nè.